Cô xin chào tất cả các bậc cha mẹ trẻ cùng các con yêu quý. Cô xin được giới thiệu, cô tên là Linh, giáo viên trường mầm non Linh Cầm. Các con ơi, thời gian vừa qua vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nên các con đã tạm thời phải nghỉ học ở nhà, chưa được đến trường. Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, các con đã làm gì để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 nhỉ? Nhớ là phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tập thể dục mỗi buổi sáng thức dậy, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và tránh tụ tập nơi đông người. Các con nhớ chưa nào? Trong thời gian nghỉ dịch, cô đã sáng tác ra một bài thơ rất là hay để dành tặng chúng mình đấy. Bài thơ có tên là Ở nhà mùa dịch. Bây giờ chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô đọc bài thơ này một lần trước nhé. Ở nhà mùa dịch, bé nhớ lớp không? Bé học cùng cô, tẩy xa đi giúp, bàn tay rửa sạch, thể dục hay, dinh dưỡng đủ đầy, vệ sinh sạch sẽ. Bé ơi nhớ nhé, đừng đi đâu chơi, tránh chỗ đông người, cô bị bay hết. Cô vừa đọc xong bài thơ rồi. Và bây giờ cô muốn con cùng cô đọc bài thơ này một lần nhé. Ở nhà mùa dịch, bé nhớ lớp không? Bé học cùng cô, thầy xa đi giúp, bàn tay rửa sạch, thể dục hàng ngày, dinh dưỡng đủ đầy, vệ sinh sạch sẽ. Bé ơi nhớ nhé, đừng đi đâu chơi, tránh chỗ đông người, cô đi bay hết. Rất là giỏi, cô khen tất cả các con nào. Các con ơi, bài thơ đã dạy chúng mình phòng tránh dịch như thế nào nhỉ? Bài thơ đã dạy chúng mình phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tập thể dục mỗi buổi sáng thức dậy, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp cho cơ thể khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt. Bài thơ vẫn nhắc chúng mình không được đi đâu chơi, tránh tụ tập nơi đông người. Như vậy để lùi được dịch bệnh Covid-19 thì các con mới nhanh chóng được đến lớp với cô và các bạn không nào? Bây giờ cô và mình cùng đọc bài thơ này một lần nữa nhé. Ở nhà mùa dịch, bé nhớ lớp không? Bé học cùng cô, đẩy xa đi giúp, bàn tay rửa sạch, thể dục hàng ngày, dinh dưỡng đủ đầy, vệ sinh sạch sẽ. Bé ơi nhớ nhé, đừng đi đâu chơi, tránh chỗ đông người, cô bị bay hết. Các con ơi, các con vừa đọc bài thơ gì nhỉ? Đúng rồi, các con vừa cùng cô đọc bài thơ Ở nhà mùa dịch do cô Linh sáng tác đúng không nào? Video của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.